Vâng, Hân Quang vui mừng và phấn khởi chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Sàm TV. Vâng, kính thưa quý vị, lời nói đầu tiên xin gửi lời chào đến các anh các chị, dù là con trai hay là con gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, những ai đang ở Vinh hay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng hóa, thậm chí những ai đang ở trong xã hay ở cùng thôn, nói chung những ai đang theo dõi bản tin của Sơn Sàm ngày hôm nay, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt và thân thương nhất. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta quay trở lại bản tin nóng, bản tin hot trong ngày. Lại là Sơn Sàm đây. Chúng ta sẽ đến với những cái thông tin nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Đó, và để mở đầu cái bản tin ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện ngoài lề. Một câu chuyện về cuộc sống của tôi. Thì câu chuyện này nó liên quan đến con cún. Đây là một con cún mà tôi đang nuôi. Kính thưa quý vị, câu chuyện nó bắt nguồn từ một buổi chiều mưa khi nắng ngả về Tây. Đó, có một cái doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp thực phẩm. Đó, tôi có một người bạn làm ở doanh nghiệp thực phẩm nha. Vì cái tình hình dịch Covid-19 cho nên cái doanh nghiệp của ảnh á, thực phẩm bán rất chạy. Đó, bán rất nhanh, bán không kịp luôn cho nên đến nỗi phải bán luôn cái doanh nghiệp. Và từ ngày ảnh bán luôn cái doanh nghiệp thì có con cún mà anh đang nuôi đó, nó trở thành một con cún vô gia cư, một con cún bơ vơ không nơi nương tựa. Đó, và biết được cái niềm đam mê cún của tôi thì anh mới liên hệ tôi, để mang con cún về nuôi. Vâng, thưa quý vị, tôi rất là đam mê cún. Tôi lúc nào cũng mơ ước sở hữu một con cún. Vì không có tiền mua nguyên con cho nên tôi đành phải mua ký. Có lúc thì mua ký, ký rưỡi, nửa ký ở dưới chợ Sớm Mới. Vâng. Đó, cho nên ảnh đã gọi điện thoại cho tôi để mang con cún về nuôi. Và với một cái lời dặn dò rằng hãy mang về nuôi, không được ăn thịt. Vâng, và tôi cũng thấy con cún này nó rất là tội. Nó cũng rất là xót xa, cũng rất là hiu quạnh, cho nên tôi phải mang nó về tôi nuôi. Và khi tôi mới mang về thì anh đã gọi điện thoại FaceTime liên tục, gọi video call liên tục. Để chi? Để xác minh rằng con cún tôi có nuôi hay không, hay là tôi đã giả cày nó rồi. Và một tháng đầu tiên thì liên tục gọi điện, nhưng mà khoảng một tháng thì anh đã không gọi điện nữa. Vì anh đã yên tâm tôi đã nuôi con cún này rồi. Và mọi chuyện nó bắt đầu từ cái ngày tôi nuôi con cún này. Đã, con cún tôi là một con cún rất là đặc biệt mọi người. Con cún của tôi nó có một cái khả năng gọi nó là thần thánh luôn. Đó là một con cún bị câm nha. Một con cún không bao giờ sủa. Tôi hay nhốt nó ở phòng khách để nó gặp người lạ là nó sủa nha. Và đặc biệt nó im re, nó không bao giờ sủa. Và nó có một cái sở thích là hay đái và hay ỉa ở ngoài phòng khách của tôi. Cho nên tôi phải nhốt nó ở trong toilet. Và đặc biệt nó là một con cún doanh nghiệp mà. Một con cún doanh nghiệp chứ không phải là một con cún tầm thường. Đó, một con cún doanh nghiệp thực phẩm cho nên nó ăn rất là sang. Đó, tôi thì ở một mình. Đó, không vợ, không con, không nấu cơm, không có ăn uống ở nhà. Chỉ ăn quán thôi. Và lâu lâu mình ship đồ về mình ăn. Đó, và mua cho nó một hộp cơm thì một hộp cơm sườn thì nó về nó dứt miếng sườn không à. Nó không ăn cơm. Mà tôi thi gan cho nó mấy lần là tôi để đói cho nó và nó vẫn không ăn cơm nha. Đó, và nó có một cái sở thích nữa là ăn hộp vịt lộn. Một ngày nó ăn từ 5 đến 7 trứng. Quăng cái trứng cho nó thì nó lột bằng miệng mà. Nó lột vỏ rất là tinh vi. Đó, nó lột rất là thiện nghệ luôn. Nó lột còn nhanh hơn tôi nữa. Đó, và đặc biệt nó cũng có một cái khả năng nữa là gì? Nó không bao giờ sủa, gặp người lạ là nó mừng. Đó, hôm nào tôi nghĩ chắc gặp mấy thằng bắt gió vô nó cũng mừng luôn. Nó bảo bỏ bao luôn. Và nó gặp người lạ vô thì nó ôm nó nắc. Đó, nó ôm cái chân người ta, nó nắc. Thôi tôi thua luôn. Đó, hiện tại thì tôi cũng đang rất là khó xử với con cún nhà tôi. Tôi không biết phải làm sao. Đó, đem nó ra quán thịt cày thì tội nó, mà nuôi nó thì tội tôi. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ thôi là cái duyên cái số rồi. Đó, tôi cũng phải ráng tôi nuôi thôi. Chứ tôi cũng không biết xử lý như thế nào nữa. Thì ở trên cha thì cũng xin lỗi quý vị nha. Nãy giờ tôi bị sa đà vào cái vấn đề cún này nhiều quá. Thôi bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề chính nha. Trở lại cái bản tin chính trong ngày hôm nay. Đó, bản tin chính ngày hôm nay là một cái bản tin về hai con cún. Xin lỗi, không phải hai con cún mà là hai nhà báo nha. Hai nhà báo, hai nhà truyền thông,
hải ngoại. Hai nhà truyền thông hải ngoại đó chính là Nam Quang và Tiến Dũng. À, kính thưa quý vị, thì ngày hôm qua tôi đã có một cái bản tin về một cái nhà truyền thông rồi. Đó là nhà truyền thông anh Dũng Tài Lọ, đó anh Dũng Tài Lọ. Và hôm nay tiếp tục lên sóng nhà truyền thông Nam Quang và Tiến Dũng. À, và để mở đầu cái bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cái nhận xét, cái đánh giá của khán giả dành cho hai nhà truyền thông này. À, xin mời tất cả quý vị đến với cái phóng sự của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Hai cái ông kỹ sư Nam Quang với cái ông Tiến Dũng mà. Hai ông này rất là giỏi. Tại mỗi người chưa biết thôi, thiệt. Hai ông này là phải nói là một con người kiến thức gọi phải nói là tột đỉnh luôn. Tàu bay bom nguyên tử, tàu ngầm, tất cả cái gì hai ông này cũng biết hết. Tôi nói thiệt với mọi người luôn á, không có một cái gì mà mấy ông không biết đâu. Kể cả ông Nam Quang vừa rồi ổng like cái clip gì á, ổng còn nói là phụ nữ không nên sửa mũi chỗ này chỗ kia, phải ổng phải hướng dẫn sửa lỗ mũi như thế nào, gương mặt mình như thế nào, rồi mình ui hai ông này không có cái gì hai ổng không biết. Hai ông này nói về kiến thức hai ông này là tuyệt chiêu, tột đỉnh luôn, không ai so bằng. Nhưng có một cái là hai ông này không biết, tôi đố mọi người luôn á, là cái gì mà hai ông này không biết. Chứ ở trên đời này không có cái gì mà hai ông này không biết hết. Nhưng mà có một cái chắc chắn luôn hai ông không biết, tôi dám bảo đảm luôn. Đó, mọi người biết hai ông này cái gì mấy ông không biết không? Cái gì mấy ông cũng biết á, mà chỉ có cái nhục mấy ông không biết thôi. Hai ông này nè, cái gì cũng biết á, ai nói gì cũng biết á, nói chuyện trên trời dưới biển rồi tàu ngầm, chỉ có nhục là hai ông không biết à. Đó, hai ông mày chỉ có cái đó là không biết à. Ừ, không biết liêm sĩ, không biết nhục, chỉ có vậy thôi. Vâng, kính thưa quý vị, đó chính là những cái chia sẻ, những cái cảm nhận của khán giả về hai nhà truyền thông Nam Quang và Tiến Dũng. Đó, hai nhà truyền thông homeless. Là theo như rất là nhiều cái vị khán giả ở bên hải ngoại, ở bên Mỹ đã inbox cho tôi cũng như là có comment bình luận bên dưới. Đó là hai nhà truyền thông homeless nha quý vị. Và để mà phân tích chuyên sâu vô cái hai nhà truyền thông này thì tôi sẽ phân tích rõ từng chi tiết một. Và trước khi mình phân tích thì cho em quảng cáo nhẹ xíu nha. Đó, hiện tại thì dịch bệnh Covid-19 thì cũng không có làm ăn gì được. Đó, tiền YouTube thì cũng không bao nhiêu. Đó, người ta quét dữ lắm. Đó, quét vàng tiền hết không kiếm tiền được đâu. Cho nên em có bán thêm cái collagen này nha. Đây, cái collagen BH này nè. Cái collagen này là collagen nhập khẩu 100% từ Nhật Bản nha. Uống vô đẹp da nè, căng tràn sức sống nè. Đó, làn da láng mịn nè. Đó, một hộp này thì 30 gói. Một ngày uống một gói. Đó, mình pha với nước ấm hay nước chanh gì cũng được. Đó, một hộp này 900 ngàn thôi. Em bán hộp này em lời 80 ngàn nha mọi người. Đó, ship toàn quốc. Mọi người liên hệ với em là số điện thoại em để ở góc đây. Zalo cũng có nha. Rồi, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, bây giờ em sẽ quay trở lại vấn đề hai nhà truyền thông hải ngoại. À, hai nhà truyền thông homeless là Nam Quang và Tiến Dũng. Đó thì kính thưa quý vị, sau đây tôi sẽ có một cái bản thành tích nha, một cái bản thành tích sơ lược, một cái bản thành tích khủng khiếp về hai nhà truyền thông này. Trước tiên đó chính là nhà truyền thông Tiến Dũng nha. Tiến Dũng đó, anh này thì khi anh ở Việt Nam thì anh có một cái nghề, đó chính là một cái nghề nhảy đầm kim nhảy nọc. Là anh rải giống khắp nơi. Và sau đó anh mới ly dị vợ, anh ly dị vợ và anh đi qua nước ngoài theo cái dạng là kết hôn giả. Và vừa đi qua nước ngoài thì anh đã nhảy nọc tiếp đó, và anh nhảy nọc tiếp và anh đã cặp kè và làm quen với một cái bà tên là Ngữ Bình. Bún bò quế Ngữ Bình đó. Bà này cũng rất là mê nhảy đầm nhảy nọc nha, cho nên ngu tầm ngu, mã tầm mã, và nồi nào úp dung đó. Hai người đã cặp với nhau, và kể từ đó là anh nhà truyền thông Tiến Dũng này, ảnh có tên là cái gì Ngữ Bình đây quên rồi, ảnh mới có một cái tên là cái gì Ngữ Bình đó, nói chung Ngữ Bình tôi quên rồi, cái tên là tôi quên rồi, mới nhớ ra đây mà tôi quên rồi. Đó, đó là cái xuất thân của anh nhà truyền thông Tiến Dũng. Rồi cái nhà truyền thông Nam Quang thì cũng biết rồi, đó là anh đã ly dị vợ nha, anh đã ly dị vợ và hiện tại thì tòa án đã quyết định không cho anh gặp con, không cho anh nhìn mặt con nữa, và anh phải chu cấp. Xong vợ anh tố anh là anh không chu cấp cho con rồi, anh bỏ của chạy lấy người.
xong rồi anh bị dính vô cái vụ là anh lấy tiền ở trong thẻ của vợ ảnh gì anh xài hết, rồi vợ anh kiện tụng ông sẽ bắt. Và hiện tại ảnh có thu một cái ảnh có nộp đơn lên cái bên bên Mỹ đó để ảnh làm xin làm nghị viên, cái chức nghị viên của đồng bào hải ngoại. Nhưng mà đồng bào hải ngoại người ta rất là thông minh, người ta rất là tinh tế đó, người ta đâu có bầu cho ảnh, cho nên ảnh rớt dễ gì bầu một cái thằng cơ phơ phất phơ và lên làm nghị viên sao được. Cho nên ảnh rớt. Thì hiện tại thì hai anh này mới cặp nhau thì anh Tiến Dũng đây là ảnh là cú có gai nha mọi người, ảnh là cú có gai đó, ảnh là hội chị em phụ nữ đó. Không biết thì ảnh cặp với cái bà bún bò Huế Ngự Bình thì không lẽ hai chị em sao mà ăn thịt đồng loại không có được, làm sao mà ăn thịt đồng loại được. Cho nên ảnh mới quay qua ảnh cắn anh Nam Quang đó. Bắt đầu hai anh này thì cũng tình thương mến thương đó, cà lem liên tục. Hai anh này thì bắt đầu là đấu kiếm với nhau hàng đêm và cũng thấy rất là thân thiết và mới lập nhau một cái gọi là truyền thông Nam Quang và Tiến Dũng. Truyền thông, kính thưa quý vị, truyền thông gì mà không hề nói một cái vấn đề gì hết. Anh kêu là chúng tôi là công ty truyền thông, mà theo như quý vị nhận thấy thì ảnh hai anh không hề có một cái văn phòng công ty nào cả. Hai anh chỉ ngồi ngoài quán cà phê nha. Đó, quý vị để ý coi những clip của anh Nam Quang và Tiến Dũng là hai anh ngồi quán cà phê, cái chỗ đó như là cái chỗ công cộng hay gì, người ta đi qua đi lại đó, ngồi quán cà phê chứ không có nhà, không có văn phòng làm việc đó. Và anh ngồi nói liên thiên, và để ý nha, hai anh không có nói gì hết về vấn đề, ngoài cái vấn đề là lôi cái đời tư của bà Hằng ra chửi bới vào bốc phốt. Trời ơi, truyền thông là người ta phải đưa những cái thông tin tích cực, đưa những thông tin bên Mỹ, rất là nhiều thông tin mà đưa, tại sao cứ nói xấu đời tư người ta. Ví dụ như bà Hằng bà có cái quỷ mổ tim thì bắt đầu nói kiểu mà kiểu đàn bà như ông Tiến Dũng á, cái hộ quỷ á, có ủng hộ có 30% thôi, còn ai mổ tim đổ là phải bỏ vô chứ đừng dở. Bây giờ người ta làm việc tốt cũng một đồng cũng là người ta là có quỷ mổ tim là cũng tốt rồi, tại sao mình không nói tốt cho người ta. Rồi người ta làm nói là đất Bình Dương là ông Dũng rồi là cướp đất cướp đổ sợ đi nó móc khoáng gì vậy. Mình là truyền thông thì mình phải đưa những cái thông tin bổ ích nè, mình đưa danh chính ngôn thuận đó, mình đưa một cách là rõ ràng để cho dư luận người ta đón nhận và người ta phản ánh, người ta comment, người ta bàn luận. Còn mà truyền thông mà nói kiểu nó mé đó là nó xấu bà nội, cái đó là nó móc nó xấu chứ không phải là truyền thông. Và đặc biệt hai ông nội này là không hề đưa một thông tin nào ngoài cái việc bà cuồn cuộn và ông Dũng là voi. Không có một thông tin nào hết, chỉ nói móc nói xấu đời tư người ta thôi. Và theo như rất là nhiều đồng bào ở hải ngoại, người ta bình luận ở trên cái kênh YouTube của tôi á, ta nói rằng là hai thằng này nó là hai thằng ác ơn, nó không có việc làm, nó lên nó cắn để nó kiếm tiền YouTube, nó sống qua ngày, nó trả tiền góp này nọ, chứ mặc dù nó mặc đồ vét rồi chứ ở trong thì nó mang đôi giày ở ngoài thì lá ngon, nhưng mà ở trong đôi vớ thì chụp cánh tay nè, không biết được hai ông nội này đó. Cho nên hai cái nhà truyền thông này thì tôi cũng dành rất là nhiều thời gian để tôi nghiên cứu. nhưng mà lên nhìn tôi mắc cười từ đầu tới cuối, quý vị, hai nhà truyền thông này không biết nói chuyện nha. Đó là ngôn ngữ thì nói cà lơ quằn và không có ra hồn, không có nói đầu đuôi câu kéo, là tôi nó mắc cười lắm. Cho nên mọi người vậy mà cũng có rất là nhiều người xem nha. Đó, và anh để số điện thoại sau lưng anh, như anh bán nhân sâm, anh bán gì anh kiếm thêm á. Cái giờ nhìn vô cái kênh của anh như cái chợ vậy đó. Thì thôi, tôi nói bây giờ nè, anh làm cái gì thì như hôm qua tôi cũng làm về vấn đề anh Dũng Taylor rồi. Mình làm truyền thông thì mình được thì không được cũng không sao, nhưng mà mình lên cái mạng xã hội này mình làm gì cho nó có ích. Ví dụ mình đưa một cái mục đích là tin tức nè, còn không thì mình đưa cái mục đích về giải trí đó. Ví dụ giờ giải trí hai ông ngồi cái chuyện vui cũng được, hoặc hai ông ngồi hát cũng được, đem đến phút như thư giãn cho người ta cũng được. Thôi đừng làm truyền thông nữa, ba ông mà là có thông cầu thông cống chứ thông gì, không có làm truyền thông được đâu. Đó, truyền thông gì mà ngồi chỗ cha, truyền thông ta phải đi thu thập thông tin rồi này nọ, ta phải phỏng vấn rồi này nọ, truyền thông thì ngồi hoài có cà phê ngồi muốn mỏ hoài. Thôi bây giờ mình ngưng lại đó, mình làm gì mình làm cho nó có ích cho xã hội nha. Rồi thì em cũng mới nhắn nhẹ hai anh vậy, thì hy vọng là mai hai anh có bức xúc gì thì hai anh làm clip, hai anh cắn lại em đi.